Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Các bạn đang có mặt tại kho hàng Lý Thường Kiệt chuẩn bị đơn hàng siêu hot trong dịp giảm giá cuối năm. Đàn cơ Yamaha U1F, U3F, cùng organ K200, K300S, piano điện Kurtzman KS1 Bluetooth và KS3 thuộc hãng nhạc cụ Kurtzman lên đường đến với đại lý tại Quảng Trị. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đây, chiếc đàn đầu tiên của chuyến đi Yamaha U3F, vẻ đẹp từ nước sơn đèn bọc đang được anh em đóng hàng. Trước tiên là nhiều vòng ni lông được phủ các mặt của đàn, từ nắp thân đến cả chân đàn, sau đó là lớp bóng bảo vệ trùm lên trên lớp ni lông và che các chân đàn. Hai chân đàn được lót bìa cứng bao toàn bộ chân. Các tấm bìa được đo sẵn theo kích thước chuẩn piano, được phủ lên các mặt và đi nhiều vòng băng keo cố định xung quanh. Cuối cùng cái đàn đã hoàn thiện bằng vòng ni lông dày chắc chắn. Do đây là chuyến hàng xa nên chuẩn bị đàn chu đáo, giúp piano không bị chày xước khi vận chuyển, cũng như ảnh hưởng gió thời tiết là tiêu chí quan trọng đảm bảo đàn luôn đạt chất lượng hoàn hảo mà đội ngũ Minh Phụng Music mong muốn đem đến khách hàng. Chiếc đàn thứ hai của chuyến đi đang được hai nhân viên đưa vào, Yamaha U1F với những đường vân gỗ đen tinh tế, kiểu dáng thẩm mỹ cao. Nào, đến lúc cuốn đàn rồi anh em vẫn những thao tác quen thuộc như U3F nhé, sẽ là nhiều vòng ni lông phủ toàn bộ đàn. Tiếp đến là lớp bóng bảo vệ bìa dày bọc chân đàn với nhiều vòng băng keo. Những tấm bìa cứng được đo cắt cẩn thận, che các góc ở nắp phím, rồi tấm bìa cứng khổ to che rộng bao phủ toàn bộ mặt trước của piano. Cuối cùng vẫn là nhiều vòng ni lông cố định. Đây chính là hai chiếc ghế piano Yamaha cao cả với kích thước theo tiêu chuẩn châu Âu, được phủ lớp mút đệm dày với cao su chống chày, đang được các bạn lau chùi bằng dung dịch chuyên dụng. Mời anh em theo mình vào kho hàng điện để lấy những cây đàn điện tiếp theo nhé. Đây chính là organ Kurtzman K200 và K300S, những model được nhiều bạn mới vô cùng yêu thích. Kurtzman K200 với nhiều tính năng hữu ích cho các bạn bắt đầu học chơi đàn organ. Tiếp đến là Kurtzman K300S trang bị 10 bộ sampler Việt Nam cho anh em yêu thích thể loại nhạc dân tộc như là chanh, sáo, bầu, guitar cổ. Chiếc đàn thứ tư của chuyến đi đã quấn hàng hoàn chỉnh. Cây thứ năm chính là piano điện Kurtzman KS3, một chiếc đàn sở hữu thư viện âm nhạc cực kỳ ấn tượng, âm thanh hay cùng những bộ style độc quyền dành cho khách hàng tại Minh Phụng Music. Chiếc piano cuối cùng đã ở đây chính là Kurtzman KS1 Bluetooth, mẫu piano được khách hàng chọn lựa nhiều nhất khi đến với showroom và sở hữu nhiều tính năng nổi trội. Nổi bật nhất chính là chức năng MIDI Bluetooth hiện đại trên nhiều dòng piano điện hiện nay. Đây là toàn bộ những mẫu đàn điện đã được anh em tìm đóng gói hoàn chỉnh, đang chờ xe vận chuyển đến để cùng với hai chiếc piano cơ xuất phát đến chành xe nhé. Xe tải đã đến và lùi vào trong kho. Cả đội đã có mặt rồi anh em ơi. Đều là những thành viên quen thuộc. Đã đến lúc cửa thùng tải mở ra, bàn nâng hạ xuống, những thùng đàn điện được các anh đưa vào trong, rồi đến piano cơ Yamaha U3F. Chiếc đàn được đẩy lên bàn nâng được đưa lên và hai anh phối hợp chuyển piano vào phía trong. Cả đội cùng nhau vào khu kỹ thuật để nhấc chiếc piano U1F lên xe nâng. Chiếc piano cùng với ghế được bọc cẩn thận, từ từ theo chân các anh tiến lên bàn nâng, bắt đầu vào trong thùng tải với nhiều vòng dây thừng to cứng cáp được buộc chặt cố định vị trí, đảm bảo an toàn cho các cây đàn cơ. Và những thùng piano điện nhà Kurtzman cùng ghế piano lần lượt được đưa lên thùng xe. Công việc diễn ra vô cùng nhanh chóng và chuyên nghiệp. Tất cả hàng đã đầy đủ trong xe, bàn nâng từ từ đóng lại, cửa thùng tải được khóa chốt cẩn thận, xe tải lăn bánh lên đường mang những chiếc đàn cơ Yamaha và đàn organ piano điện nhà Kurtzman đến với đại lý tại Quảng Trị. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu nhạc cụ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.